Mình biết là những cái trò đùa của mình có thể sẽ khiến nhiều người nghĩ mình là BD. Tuy nhiên thật ra nam với nữ đối với mình nó không quan trọng lắm. Thật ra nếu mà mình có hứng thú thì nam hay nữ là mình cũng sơ hết. Nhưng mà nếu bạn hỏi mình là mình có thích chim không, có thích con trai không thì mình có. Còn nếu bạn hỏi là mình có phải là gay không thì mình không phải là gay. Nam nữ quan trọng đéo gì, miễn sướng là được. Nếu không làm YouTube thì anh sẽ làm gì? Nếu không làm YouTube thì có lẽ là mình sẽ bay về Nhật Bản để làm diễn viên, đóng phim á. Anh có đang làm gì khác ngoài YouTube không ạ? Ngoài làm YouTube ra thì mình vẫn đi khách thường xuyên bạn ạ. Anh thuận tay nào? Mình thuận tay phải. Anh xem phim 18 cộng chưa ạ? Mình là một con người rất là văn minh và trong sáng, không bao giờ biết xem phim 18 cộng nhá. Mình chỉ xem phim khiêu dâm thôi. Luyện tập thế nào để mau lên tay ạ? Quay tay nhiều vào là lên.